Ok, bài học của chúng ta tuần này là bài Unit 8, New Ways to Learn. Tiếp tục, Lesson 2, chúng ta sẽ học về Reading, bài đọc. Digital English, tiếng Anh số đúng không? Before we start the lesson, trước khi chúng ta bắt đầu vào bài học thì mình sẽ đến với một cái phần đó chính là pre-reading, tức là phần trước khi đọc. Vậy thì các bạn hãy nhìn vào cho cô cái bức tranh ở trên slide, trên màn hình. Ở trong tranh thì có rất là nhiều người đúng không? Và các em hãy trả lời cho cô biết xem là người ta đang làm gì ở trong bức tranh này. What are the students doing? Các bạn học sinh đúng không? Và cô giáo, không biết là họ đang làm gì. What are the students doing? Họ đang làm gì nhỉ? Và bức tranh thứ hai là có một người đúng không các em? Đang cầm một cái điện thoại, không biết là sử dụng làm gì. Vậy thì dựa vào hai bức tranh này thì chúng ta biết là những cái người học sinh này đang làm gì đây. Ok. Mời bạn Trường An xem nào. Trường An. Dạ. What are the students? Cô là ích lợi của việc sử dụng thiết bị điện tử hoặc là dạy học bằng thiết bị điện tử. Một trong hai đấy. Ok. Rồi, cảm ơn bạn Trường An vì bạn đã trả lời luôn cho cô cái câu đằng sau. What do you think we are going to read about, đúng không? Là chúng ta chuẩn bị đọc về ích lợi của việc sử dụng đồ điện tử trong việc học. Vậy thì chúng ta nhìn vào cái bức tranh này, những cái bạn học sinh này, các bạn đang sử dụng laptop này, và cái bạn này thì đang sử dụng smartphone này để học. Ok, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đọc một cái bài viết, một cái reading liên quan đến việc sử dụng electronic devices, là thiết bị điện tử, để học tiếng Anh, to learn English. Ok, vậy thì không chần chừ nữa và chúng ta sẽ đi kiểm tra lại một số các cái từ vựng mà chúng ta đã được học từ tuần trước rồi nhá. Ở trên slide là các em nhìn thấy có 6 từ, 6 words, và 6 cái definitions. Các em hãy nối cái 6 cái từ này với lại các definition đúng của nó. Ok chưa? Số 1 là instruction này. Loại từ gì đây? Số 2 là effective. Số 3 là voice recognition. Số 4 là portable. Số 5 là media player. Và số 6 là application or app. Rồi cô sẽ gọi từng bạn một trả lời cho cô câu hỏi nhé. Bạn Mai Phương, Đặng Mai Phương. Mai Phương có đây không nhỉ? À, đi chơi rồi đấy. Mời bạn khác. Mời bạn Vũ Hồng Ngọc. Em được cô là số 1, em nối với gì? Instruction, em nối với cô từ từ để em nhìn nhé. Cô gợi ý nhá. Yeah. Instruction là loại từ gì ở em? Có đuôi tion này. Là danh từ ạ. Danh từ. Thế em có biết nghĩa tiếng Việt của nó không? Nghĩa tiếng Việt của nó là cô chào em xíu. Đang tra hả? Không phải đang tra từ điển không? Không cô ạ. Instruction nó là hướng dẫn, sự hướng dẫn. Và vậy thì đối với lại nghĩa hướng dẫn hoặc sự hướng dẫn thì em nối với từ nào? À, em nối với lại đáp án nào? App à? Không phải. Hướng dẫn là gì? Tức là em chỉ cho người khác cái cách làm việc gì hoặc sử dụng cái gì đúng không? Đúng không? Thế mới là hướng dẫn mà.
Ví dụ như là ở trên cái lọ thuốc ấy, nó có cái instruction, tức là cách uống thuốc đúng không em? Hay là khi em mua thì ở trên bìa, ở trên cái hộp nó có instruction là cách lắp đặt và cách sử dụng tủ lạnh chẳng hạn. Thì đó là instruction. Vậy thì em làm lại đi, xem là nó là tương ứng với lại cái gì? Cái nào nào? Production. À không. Không phải. Chỗ nào có cách sử dụng và cách dùng cái gì nào? Có em nhìn câu C kìa. Nó có chữ how to do or use something. Nhìn thấy chưa? Rồi vậy information là gì em nhỉ? Dạ. Information này là gì? Đây nè. Thông tin. Thông tin à. Detail là gì nào? Hướng dẫn. Detail không phải hướng dẫn. Không phải. Detail là chi tiết. Chi tiết. Detail information là thông tin. Chi tiết. Về how to do. Cách làm. Cách làm hoặc cần sử dụng. Gì đó. Đúng rồi, chính xác. Vậy thì nghĩa của nó chính là instruction. Được chưa? Instruction. Detail information on how to do or use something. Ok. Vậy một chúng ta nối với C. Câu số 2 mời bạn Đình Phong. Em cô câu số 2. Producing a successful result. Result hả? Để. Result. Result. Không phải result nhá. Bật cái từ điển Oxford lên xong rồi nghe nó đọc. Xong mình nhại theo. Ok chưa? Effective là loại từ gì em nhỉ? Tính từ. Tính từ, đúng rồi. Nghĩa của nó là gì tiếng Việt? Ảnh hưởng. Không phải. Ảnh hưởng. Có tính ảnh hưởng. Không phải. Producing a successful. Successful là gì em nhỉ? Không biết. Hay quá. Nào, nhìn nhá, produce. Động từ produce là sản xuất, tạo ra. Result, kết quả. Successful là thành công. Tính từ. Vậy thì tạo ra một cái kết quả thành công thì nó phải là có hiệu quả, effective. Đúng chưa? Effective có hiệu quả nhá. Effect là danh từ, còn affect là động từ, ảnh hưởng. Rồi, tiếp này. Nãy con đứa nào giơ tay lại rụt tay xuống rồi đấy. Mời Minh Trang, câu số 3. Minh Trang đâu rồi, lại tắt đi. Các em để cô bật nhá. Không phải cả hai cô trò đều bật thì lại bị tắt đi. Cô là A. A em đọc lên xong dịch cho cô xem nào. The ability of a device or program to understand a human voice. Đọc lại cho cô từ ability. Ability. Em dịch câu này xem nào. Cô. Ability là gì nhỉ? Khả năng. Đúng rồi. Tiếp. Khả năng của một thiết bị. Đúng hoặc rồi. Là chương trình. Đúng rồi. Để hiểu. Ừ. Giọng nói của người. Đúng rồi, của con người. Vậy thì voice recognition nó là gì? Tiếng Việt. Là cái gì nhỉ? Nhận dạng giọng nói. Đúng rồi, chính xác. Voice recognition. Recognition là danh từ của từ recognize, tức là nhận dạng diện, nhận ra. Voice là giọng nói thôi, nhận dạng giọng nói, thấy chưa? Mời bạn Bùi Ngọc Mai làm cho cô câu số 4. Câu 4. Portable. Là gì nhỉ? Là gì ạ cô? Đấy, portable nhá. Cô nêu ví dụ cho em một số cái mà portable này. Ví dụ cái laptop này, ví dụ cái smartphone này,
Ví dụ cái loa Bluetooth này mà cô mang đến lớp là portable. Vậy thì portable nó là gì nhỉ? Là đồ có thể mang theo. Ừ, nó nhỏ gọn và nó mang theo được đúng không? Vậy nghĩa nối với cái nào đây? E. E đúng rồi, đọc lên cho cô nào. Easy to carry on to move. Đúng rồi. Portable, tính từ em nhé. Easy to carry or to move, dễ dàng di chuyển hoặc mang theo. Đáng nhẽ bài này của chúng ta là bài ôn tập, chứ không phải bài dạy mới đâu nhá. Trời, về nhà không học từ mới đấy. Mời bạn Thanh Tùng làm cho cô câu số 5. 5F. Em đọc lên xem nào. Media player device store and play store and picture. Media player là một cái gì đây? Device là gì? Một cái device. Buổi trước học rồi là gì nhỉ? Cô bình tĩnh. Lại tra từ điển đúng không? Ví dụ cái máy tính là một device này, điện thoại là device này. Công nghệ. Không phải. Công nghệ là technology. Còn device là thiết bị nhá. Rồi dịch tiếp này, một cái thiết bị mà làm gì đây? Mà cái cửa hàng. Không phải, store này là động từ em nhá. Đựng, wow. Chứa này, bao gồm này. Đúng không? Một cái thiết bị mà lưu trữ gì? Và làm sao? Thông tin à? Rồi, thông tin. Play sound là gì hả em? Là... chúng ta đang phát ra sound. Tín hiệu à? Rồi, trời ơi. Tiếng nói. Ôi trời ơi. Từ từ. Có tim quá các em ơi. Sound là âm thanh. Được chưa? A device that stores. Một cái thiết bị mà lưu trữ. And. Và này. Và gì ạ? Chơi nhạc. Đúng chưa? Play sound là phát âm thanh á. And. Và... là gì nữa? Bức tranh. Ừ. Và trình chiếu ảnh. Một cái thiết bị mà lưu trữ, chơi nhạc và trình chiếu ảnh thì nó là cái gì nhỉ em nhỉ? Ổ dịch là gì đây? Sao lại ổ cứng? Ô cái thằng này. Công nghệ thông tin đấy hả? Nào, trả lời cho cô biết. Em đã dùng Zing MP3 bao giờ chưa? Rồi ạ. Nhạc của tôi bao giờ chưa? Chưa đúng không? Vậy thì biết Zing P3 đúng không? À. Nó là một cái application để store, để lưu trữ này, để play sound và để... nó chỉ play sound thôi. Vậy thì nó gọi là gì? Ứng dụng à? Nó gọi tên của nó là Media Player, tức là trình đa phương tiện. Đây, ghi vào đây nhá. Tiện nhá, tiện. Tiện không phải tiên đâu. Trình đa phương tiện, media player. Thì nó gọi là cái nơi để lưu trữ và chơi nhạc hoặc là chơi ảnh. Đó, trình chiếu ảnh. Quên lại bảo chơi ảnh. Rồi, còn cái cuối cùng, mời bạn Nguyễn Phi Hùng nhé. Phi Hùng trả lời cô câu số 6. 6 là B à? Em đọc và dịch cho cô. Application, a software program designer to do a particular job. Particular job là gì nhỉ? Dịch là gì đây? Một chương trình phần mềm được thiết kế để làm một việc đặc biệt. Một việc không phải đặc biệt mà một việc cụ thể nào đó. Ok chưa? Rồi, vậy thì chúng ta có 6 cái từ này. Các em chỉ ôn lại thôi mà cô tưởng tượng như là mình vừa dạy mới. Ok. Sau cái phần pre-reading thì các em sẽ sang phần live reading, tức là mình vào bài đọc.
vào nội dung chính của buổi học ngày hôm nay. Các em sẽ làm gì đây? Các em sẽ nghiên cứu giúp cô bài text sau, bài đọc sau. Quickly read the text. Đọc bài đọc này, sau đó choose the best title for it. Và chọn cho cô một cái tiêu đề đúng cho cái bài đọc này. Tiêu đề A này, Advanced Electronic Devices, thiết bị điện tử nâng cao. B, New Ways to Learn English, một cái cách nhiều cách mới này, những cái cách mới để học tiếng Anh. C, Software Programs, là chương trình phần mềm. Vậy chúng ta sẽ đọc cái bài đọc sau đây và xem là A, B hay C là title chính xác. Mời một số bạn đọc cho cô nhé. Mời bạn Trương Minh Tùng đọc cho cô câu đầu tiên. Đúng. Nghe biết đọc được không? In the app of technology, you can take advantage of new application. Đúng rồi. Are very useful for learning English. Đúng rồi, em đọc đúng, cứ đọc to lên nhá. Sai thì sửa, không vấn đề gì. One way is không. Xong rồi. Em dịch cho cô từ đầu cho đến learning English. Tuổi công nghệ thông tin. Không. In the age of technology, chúng ta dịch là trong thời đại công nghệ. Thời đại. Trong thời đại công nghệ. Bạn có thể cầm. Không. Take advantage. Advantage là lợi ích. Take advantage là mình tận dụng nhé. Bạn có thể tận dụng lợi ích của những ứng dụng mới. Ứng dụng mới đúng không? Bạn làm sao? Thứ. Những thứ mà thứ mà sử dụng để dạy tiếng Anh. Những thứ mà rất hữu dụng cho việc học tiếng Anh. Okay. Useful là hữu dụng nhá. Learning English là học tiếng Anh không phải dạy. Ok chưa? Rồi cảm ơn. Rồi, bạn tiếp theo, cô mời bạn đọc cho cô bạn Trần Minh Anh. Đoạn số 2. Elko. One way is to download free digital lessons and put them in your media player or other similar mobile device. When you can listen and study anywhere because these devices are portable. Good. Em đọc lại cho cô từ digital nhé. Digital. Trọng âm thứ nhất. Tiếp là từ devices. Devices. Nó số nhiều. Rồi, ok. Minh Anh dịch cho cô từ one way cho đến portable. Một cách để tải những bài học. Một cách là tải. Một cách là tải những bài học số miễn phí. Đúng rồi. Và đặt chúng trong trình đa phương tiện. Đúng rồi. Hoặc là những thiết bị di động giống như thế. Khác. Thiết bị tương tự. Khác. Other. Sau đó bạn có thể nghe và học ở bất kỳ đâu. Bởi vì những thiết bị này thì có thể mang đi. Có thể mang theo. Ok, rất là tốt. Rồi. Bạn Minh Anh thì rất tốt nhá. Các em nhìn thấy những cái cụm danh từ đúng không? Free digital lesson chẳng hạn, hay là other similar mobile devices, thì các em cứ dịch từ dưới dịch lên, dịch từ cuối dịch lên. Đó, thì mình sẽ dịch được. Đúng chưa? Device, thiết bị này, mobile, di động này, similar, tương tự và other khác. Những thiết bị di động những thiết bị di động tương tự khác. Đúng chưa? Ví dụ free digital lesson, những cái bài học kỹ thuật số miễn phí. Bạn tiếp theo, Nguyễn Thị Thu Hường. Dạ. Đọc cho cô đoạn tiếp theo.
từ many cho đến games. Vâng, many devices offer app with use for recognition technology. Technology, this technology allows the use of speaking electronic dictionary. You can work on the screen and hear them spoken. Other devices may have worklist, exercise, test and game. Đúng rồi. Em đọc lại cho cô từ allows. Allow. Không phải allow. Allows. Tiếp này. Đọc lại cho cô từ xem nào. Electronic. E nhá, không phải E. Electronic. Đâu rồi, Hương lại đâu rồi? Các bạn để cô tự bật mic nhá. Không, các bạn bật mic là sẽ bị tắt đi. Ừ. Rồi, Hương gì cho cô cái đoạn này với. Hương gì cho cô cái đoạn này. Từ many. Nhiều thiết bị thì yêu cầu. Offer là gì nhỉ? Đặt á. Đưa ra, cung cấp. Đưa ra những cái app mà... Những cái app là những cái gì nào? Những ứng dụng ạ. Đúng rồi. Sử dụng cái nhận dạng, công nghệ nhận dạng giọng nói. Đúng rồi. Cái công nghệ này thì cho phép sử dụng nói... No, no, no. Dịch từ dưới dịch lên. Electronic là gì cô? Điện tử. Thế là từ điển điện tử ạ? Từ điển điện tử speaking hả? Nói. Ừ, từ điển điện tử biết nói. Chính là những cái từ điển mà các em bật vào cái từ ấy mà nó nói phát âm lên cho các em á. Những cái từ điển điện tử biết nói được cho công nghệ này cho phép những cái từ sử dụng những cái từ điển điện tử biết nói. Bạn có thể nhìn vào từ ngữ trên màn hình và nghe chúng được nói. Đọc lên đấy. Một thiết bị khác. May là có thể là từ mới, có thể có trong, những cái gì đây em, trong từ trong danh sách từ của bạn. Word list là gì nhỉ? Other devices, những cái thiết bị khác có thể có những danh sách, đúng không? Word list mà. Exercise là gì? Tập thể dục ạ. Sao lại tập thể dục? Bài tập. Exercise. Bài tập. Làm thử với cả chơi game. Không. Test ở đây là bài kiểm tra. Tất cả đều là danh từ em nhé. May have, word list, danh từ này, exercise số nhiều này. Test cũng là danh từ, không phải là làm thử mà bài kiểm tra. And games và trò chơi. Nghe chưa? Nhá, các em để ý bởi vì đây nó đang liệt kê một loạt thì một loạt này đều phải là cùng từ loại với nhau, cùng là danh từ. Sau đó mình quy về danh từ hết nhá. Tiếp này, bạn Nguyễn Trà My đọc và dịch cho cô đoạn từ there is cho đến media players. They are go. They also some way that can help improve your pronunciation. You can choose to write this with different native English speak, some English learning somewhere of a tool of a set and get the other speaker. Stop here. Đọc lại cho cô từ a choice. A choice. Choice. Tiếp này, gender, accent. Okay. Tiếp. This software can be used.
Software. Where. Ừ, đúng rồi. Can be used with different kind of media players. Ừ, rồi em dịch cho cô nè. Software nhé, hiểu cô. Software là phần mềm mà em. Từ này mình học từ. Đây là những phần mềm có thể giúp cải thiện việc phát âm của bạn. Ừ, không phải đây là những phần mềm nào. There is là có, mà there is số ít. Có cũng có, gọi là cũng có phần mềm mà có phần mềm phát âm của có, bạn. Giúp cải thiện phát âm của bạn. Thế? Bạn có thể chọn thực hành với nhiều người nói tiếng Anh. Native. Native là gì? Bản địa. Native là bản địa. Nào, chúng ta dịch cái cụm này, chúng ta dịch từ dưới lên nhé. Different native English speaker. Dịch này, speaker là người nói, English tiếng Anh. Native bản địa và different là khác nhau. Vậy mình sẽ dịch là người nói tiếng Anh bản địa khác nhau. Đó. Rồi tiếp. Một vài vài phương tiện nói tiếng Anh có thừa giúp người chọn. Some English learning software này, mình dịch từ dưới dịch lên nếu nó là cụm danh từ nhá. Là một vài đúng không em? Software là gì vừa nãy cô vừa đọc nhỉ? Không, phần mềm. Soft là mềm, đúng chưa? Phần mềm nhá. Learning là học. English là tiếng Anh. Vậy một vài phần mềm học tiếng Anh làm sao? Offer là đưa ra. Đưa ra cho người. A choice. Một choice, sự lựa chọn. Đúng rồi. Đưa cho người lựa chọn và... Accent là giọng. Giọng của người nói ạ. Giọng và giới tính, gender của người nói. Giọng. Cô giải thích chỗ này một chút để cho các bạn cùng hiểu nhé. Khi mà chúng ta nhắc đến tiếng Anh thì chúng ta biết được là nó có rất nhiều accent, tức là rất nhiều giọng. Ví dụ American accent là giọng Mỹ, British accent giọng Anh đúng không, Indian accent giọng Anh Ấn. Mà các bạn search ở trên Google rất là nhiều cái clip funny về cái giọng Anh Ấn á, hoặc là Anh Italian là Italian accent. Cái gì nữa nhỉ? Ở Singapore, rồi thì Philippines, các thứ đủ kiểu. Thậm chí Vietnamese accent là gì ạ? Mà cứ đông đông ấy. Ở trong Việt Nam, miền Nam người ta hay nói vậy. Đó, thì đó là accent, tức là giọng. Giọng của từng vùng miền một khác nhau. Thì các em sẽ, một số các cái phần mềm nó sẽ cho phép các em chọn accent, tức là chọn giọng. Và chọn gender, tức là chọn người nữ hay là người nam đọc. Đó. Hiểu chỗ này chưa? Gaming dịch tiếp cho cô cuối cùng. Cô cuối là phần mềm là có thể giúp chúng ta là... Cho lại giúp chúng ta ở đâu ra? Can be used ấy. Sử dụng. Ừ, có sử thể dụng được sử dụng. Phần mềm giúp chúng ta sử dụng được các loại trình, các trình phương tiện khác nhau. Đúng rồi. Ok, cảm ơn Mi. Không phải là giúp chúng ta sử dụng nhá. Can be used, những cái phần mềm này có thể được sử dụng với những trình đa phương tiện, những cái gọi là những cái loại khác nhau của cái trình đa phương tiện, những loại trình đa phương tiện khác nhau. Different kinds mà. Rồi, bạn tiếp theo đọc cho cô là bạn xem nào. Lê Minh. Minh rồi. Dạ. Đọc cho cô đoạn tiếp theo từ dạ. Cho đến again. Many electronic mobile device can record the camera.
cameras. They can be used to record real life English speech lesson, song or English language film from television or internet. This is also a excellent way to learn English because their recording can be used again and again. Đúng rồi, đọc rất là tốt. Em dịch cho cô đoạn này. Một số thiết bị điện tử di động có thể ghi âm và quay phim ạ. Đúng rồi, chụp ảnh. Ok. Có thể ghi âm và chụp ảnh. Tiếp. Chúng có thể được sử dụng ghi âm bài bài nói tiếng Anh. Đúng rồi, real life là gì? Thực tế á. Đời thực, đúng rồi, thực tế. Đời thực. Có thể được dùng ghi âm bài nói tiếng Anh đời thực. Tiếp, lesson là gì? Bài học, bài hát hoặc là phim ngôn ngữ tiếng Anh. Đúng rồi. Từ TV hoặc là mạng, internet. Đúng rồi, từ trên mạng. Đó cũng là một cách học tuyệt vời. Đúng rồi. Để học tiếng Anh. Bởi vì những cái bản ghi âm đấy có thể sử dụng lại. Sử dụng đi, sử dụng lại. Ok. Vâng. Rồi, cảm ơn Minh. Tiếp. Bạn Trọng Phúc dịch cho cô đoạn cuối cùng. Đọc và dịch new technology cho đến enjoyable. New technology opens new way to learn. Choose a device that suits your learning style. This will make learning English easier, faster, more effective and more enjoyable. Hôm nay đọc tốt thế. Nào dịch cho cô nào. Thiết bị mới mở những cách mới để học cho bạn. Chọn một thiết bị hợp với cách học của bạn và nó sẽ làm cách học của bạn dễ hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Okay. Và thú vị hơn. Enjoyable, thú vị hơn. Đúng rồi, easier, dễ hơn, faster, nhanh hơn, more effective, hiệu quả hơn và thú vị hơn, enjoyable. Ok, cảm ơn các em. Hôm nay lớp này ngoan thế nhỉ? Đọc rất là tốt đấy. Rồi, vậy thì sau khi đọc và dịch là chúng ta đã nắm được nội dung của bài này rồi. Các em chọn cho cô một cái tiêu đề. Mời bạn Cao Thảo. Chúng ta chọn tiêu đề gì đây? Thảo đâu rồi? Cô. Ừ. À đây. Em chọn tiêu bài này. Em sẽ chọn phương án C ạ. C là gì? Em đọc lên xem nào. Software programming. Có phải cả cái bài này nó chỉ nói về các chương trình phần mềm không em? Các chương trình phần mềm trong bài người ta sử dụng để làm gì nhỉ? Để học luôn. Ừ, vậy thì bài này nội dung chính phải là để học chứ. Vậy đáp án nào có chữ học? Đáp án B ạ. Đúng rồi, B, new ways to learn English. Ok. Để làm cái gọi là bài để chọn best title hoặc là người ta hỏi là cái main ideas hoặc là cái topic của cái bài này là gì á, nội dung chính của bài này là gì. Thì mình sẽ làm cho cô cái bước sau đây. Đầu tiên là các em đọc câu đầu tiên của bài. Chính là câu topic sentence. Và câu cuối cùng của bài, đoạn cuối cùng á. Concluding sentence, đúng không? Câu đầu tiên của bài nó nói về gì đây? Trong kỷ nguyên công nghệ, các bạn có thể tận dụng cái gì? New applications, ứng dụng để mà những ứng dụng đó useful for learning English. Thế là đầu bài nó đã có learning rồi. Cuối bài này, this will make learning English easier, faster, more effective and more enjoyable. Được chưa? Đấy, câu kết luận này và câu mở đầu đều về liên quan đến learning. Sau đó là
trong thân bài là có 4 đoạn. Từng đoạn này đều nói ra những cái device hoặc là những cái software hoặc những cái application mà dùng để learn. Do đó cho nên là chúng ta chọn phương án B. Được chưa? Vì mục đích chính của nó vẫn là sử dụng để học. Rồi. Các em mở cho cô sách giáo khoa trang 29 nhé. Bạn nào mà có vẻ chưa gọi là không nhớ được ấy thì các bạn mở sách giáo khoa trang 29. Mở sách trang 29 này. Sau đó các bạn nhìn vào mục 3. Đúng chưa? Phần 3. Cái bài đọc của chúng ta đấy. Rồi. Vậy chúng ta sau cái phần chọn title thì chúng ta đến phần Q&A, question and answer. Các bạn đọc lại cái bài viết đấy. Cái bài đọc đấy, sau đó các bạn trả lời cho cô 5 câu hỏi sau đây. 1. How convenient are digital lessons? 2. What can you do with speaking electronic dictionaries? 3. How can software help improve your pronunciation? 4. How can English learners use mobile devices as recorders or cameras? 5. Why do you need to choose a device that suits your learning style? Thì 5 cái câu này các bạn tìm thông tin ở trong bài, có hết ở trong bài thôi. Cô sẽ hướng dẫn các bạn một cái tips để làm bài, một vài cái tips để làm bài này. Tất cả các cái bài đọc, reading, bài điền từ, hay là bài trả lời câu hỏi, hay là bài chọn A, B, C, or D. Các em làm cho cô cái bước sau. Đầu tiên, đọc câu hỏi. Đừng bạn nào dại dột mà đọc luôn bài nhé. Đọc câu hỏi. Sau đó các em làm gì ạ? Lấy bút gạch chân cho cô từ khóa trong câu hỏi. Gạch chân từ khóa trong câu hỏi rồi nhé. Sau khi gạch chân từ khóa trong câu hỏi này, thì cơ câu một ví dụ từ khóa của nó là digital lessons. Những cái bài giảng số, những cái bài giảng kỹ thuật số. Vậy thì em sẽ tìm cái cụm digital lesson đấy trong bài. Các em quét nhanh, skim và scan. Quét nhanh từ đầu, xem cái digital lesson nó ở đâu thì dừng lại. Không đọc tiếp nữa. Sau khi xác định được, locate được cái từ digital lesson đấy nó ở vị trí nào, các em hãy đọc các câu xung quanh cái từ digital lesson đấy. Khoảng từ 1 đến 2 câu đằng trước và đằng sau nó thôi. Thì các em sẽ ra được cái đáp án. Được chưa ạ? Và cái câu, các em sẽ trả lời tất cả những cái câu chi tiết trước. Sau đó ví dụ nếu như nó hỏi cái câu là what is the best title ấy, hoặc là what is the main idea ấy, cái câu hỏi nội dung chính của đề bài các em để làm sau, làm cuối cùng. Được chưa? Thì đó là cái tips để làm bài để tránh mất thời gian. Vì rất nhiều bạn kêu với cô là cô em không đủ thời gian để làm bài reading. Thì các bạn sẽ làm cái cách này, nó nhanh hơn và nó sẽ chính xác hơn. Rồi bây giờ các bạn tìm cho cô vị trí của từ digital lesson. Sau đó cô gọi này. Mời bạn Minh Anh. Digital lesson nó nằm ở đâu em nhỉ? Nằm ở đoạn mấy? Từ từ quá. Có sách chưa? Rồi mở ra. Mà mở từ nãy giờ không mở. 29 sách giáo khoa. Rồi ạ. Em tìm cho cô từ digital lesson. Tìm quét nhanh từ đầu đoạn văn cho đến digital lesson thì dừng lại. Ở đầu đoạn 2 ạ. Đúng rồi. Ở đầu đoạn 2 ở câu đầu tiên. Vậy em đọc các cái câu xung quanh cái từ digital lesson ấy để tìm xem how convenient. How convenient là tiện dụng như thế nào. Hãy xem là các bài giảng số thì nó tiện dụng như thế nào. Tiện lợi như thế nào. Mình lại mất tích. Đây. Rồi.
câu trả lời là we can download them on mobile devices and study anywhere. Đúng rồi. Vậy là cái mà nó tiện dụng ở chỗ là mình có thể tải nó xuống và học nó ở bất cứ nơi đúng không? Mọi nơi. Rồi, ok, we can download them on mobile devices and study anywhere. Ok. Đó, thì cái cách làm như thế, các em xác định gạch chân cái từ keyword, sau đó mình locate nó ở trong bài và đọc các cái câu xung quanh nó. Ok chưa? Và bình thường nhá, hiện tại các em mới chỉ là lớp 10, lớp 11 thì các cái bài đọc nó vẫn chưa challenging, tức là nó vẫn chưa khó, nó vẫn chưa thử thách. Nên là thường các cái câu hỏi trong bài đọc nó sẽ theo trình tự trong bài. Ví dụ câu 1 nó sẽ nằm ở gần gần đoạn đầu, xong đến câu 2 nó nằm ở đoạn tiếp theo, câu 3 tiếp theo, câu 4 tiếp theo, câu 5 tiếp theo. Đến câu cuối thì nó sẽ ở gần cuối. Tức là nó chảy theo cái flow của bài. Thì các mình cứ xác định như thế. Và mình sẽ quét tiếp. Mời bạn An Thanh Huyền trả lời cho cô câu thứ 2. Huyền đâu nhỉ? Em đang tìm ạ. Keywords của câu 2 là gì em nhỉ? Từ khóa. Speaking electronic dictionary. Đúng rồi. Em tìm xem cái ba cái chữ ba cái từ ấy nó ở đâu. This technology allows the use of speaking electronic dictionary. Đúng rồi, chính là cái đoạn số 3. Cái câu thứ 2 của đoạn số 3. Rồi bây giờ em hãy tìm xem mình làm gì được với cái từ điển điện tử biết nói ấy. You can see what on the and on the screen and hear them spoken. Đúng rồi, chính xác. Vậy thì đó là câu trả lời đúng không? Vậy cái điều mà các em bị thiếu khi làm bài đó chính là kỹ năng. Các em cứ lao vào các em đọc thôi. Vì vậy cho nên là mất rất nhiều thời gian. Đó, cái cách làm này thì rất là nhanh. Câu số 3 nào. Mời bạn Huyền Diệu. Hello, con là ở đoạn thứ 3. We can use to practice with different native English speaker. Nào, em đọc cái câu hỏi số 3. How can software này help improve your pronunciation? Vậy cái từ khóa improve your pronunciation nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đoạn thứ 3. Không phải, không có từ đấy trong đoạn thứ 3. Không có. Mình phải tìm đúng từ khóa. Đoạn số 3 chưa xuất hiện improve your pronunciation và chưa xuất hiện software. Số 4 cô ạ. Đúng rồi, vậy mình sai. Mình phải tìm đúng từ khóa nhá. Rồi đoạn số 4 thì tìm chỗ nào có cái software mà giúp cải thiện phát âm của mình như thế nào? Ở câu thứ 2 ạ. Đúng rồi, em đọc lên. You can choose to practice with different native English speaker. Và gì nữa? Và gì nữa? Ngoài Choice of accent and gender of the speaker. Đúng rồi. Tức là mình đang được chọn những cái gì hả em? Mình chọn việc gì đây? Mình chọn việc thực hành nói tiếng Anh à? Với lại những cái người nói bản địa khác nhau đúng không? Và chọn được giới tính của người ta đúng không? Và giọng của người ta. Vậy cho nên mình kết luận là choose to practice with native English speaker of different accents and gender. Đương nhiên các em viết cả hai câu này vào cũng được. Nhưng mà mình rút gọn lại thì nó ngắn gọn hơn và nghe nó
gọi là dễ hiểu hơn. Ok, cảm ơn bạn Huyền Diệu. Đúng rồi, các em locate như vừa rồi là mình đã tìm ra đáp án là từ thông tin của chúng ta, trả lời là từ you can choose to practice, đúng không? Cho đến hết từ gender of speakers. Đó, hai cái câu này là câu trả lời của chúng ta. Vậy thì mình sắp xếp làm sao cho nó ngắn gọn nhất để mình trả lời sao cho nó đỡ trùng ý. Thế thôi. Câu 4, mời bạn Phương Oanh tìm cho cô khóa và trả lời cho cô xem nó nằm ở đoạn nào. Thưa cô là từ khóa là... Từ khóa thường là từ mang thông tin chính trong câu hỏi. Thường là cụm danh từ. Nó cô là mobile devices. Đúng rồi, mobile devices. Đúng không? As recorders and cameras. Vậy mình tìm xem ba cái của nợ này nó nằm ở đâu. Recorders và camera nó nằm ở đâu? Máy ghi âm mà chụp ảnh. Nằm ở đoạn thứ 5. Đúng rồi, đoạn thứ 5, câu đầu tiên. Vậy em hãy xem là những cái câu xung quanh nó, xem là nó giúp người học, à đâu, người học có thể sử dụng những cái thiết bị ấy như thế nào. They can be used to record real life English speech lesson, songs or English language films from television or the internet. Đúng rồi, chính xác. Đó là câu trả lời mà chúng ta cần tìm. Rồi, vậy dễ chưa? Câu số 5, câu cuối cùng. Mời bạn Nguyễn Gia Bảo. Bảo đâu? Bảo lại đi chơi đấy. Thư lắm. Mời bạn Khoa Thảo. Bảo Nguyễn đây. Thưa cô là em trả lời là it's because it will make learning English easier, faster, more effective, more and more enjoyable. Đúng rồi, chính xác. Rồi, vậy thì cái câu 5 này, keywords của nó là why này. Rồi thì choose a device, đúng không? Choose và suit your learning style. Suit. Mình tìm những cái từ đó thì mình thấy nó xuất hiện ở đoạn số 6. Vậy thì cái lý do mà mình chọn là bởi vì nó will make learning English faster, easier, more effective and more enjoyable. Đó. Thôi, vậy thì cái Q&A nó như vậy. Cái hoạt động này đáng nhẽ mình làm trên lớp này, nhưng hôm nay lớp mình vào muộn quá nên là mình đã không thảo luận được nhá. Cái câu hỏi của chúng ta là em sẽ sử dụng cái thiết bị nào để học tiếng Anh trong hoặc trong việc học, học môn gì cũng được. Một là em có thể chọn giữa smartphone là điện thoại di động, tablet là máy tính bảng, hoặc là laptop là gọi là máy tính, đúng không? Rồi vậy thì em sẽ chọn một cái device để cho việc học. Sau đó là em hãy nêu ra nhé. Cái hoạt động này bây giờ mình sẽ làm ở nhà này. Các em sẽ vẽ ra một cái sự lựa chọn của mình, xem là mình chọn cái thiết bị nào để học, và nêu ra những cái advantage, những cái lợi ích của việc sử dụng thiết bị ấy trong việc học so với lại cái cách học thông thường. Thì nó có gì hơn? Ví dụ nó tiện hơn vì em có thể học ở anywhere, bất cứ đâu. Nó nhỏ gọn nên là em không cần phải mang cặp sách, nhiều sách vở, nhiều ba lô, rồi thì bút chì, thước kẻ các thứ. Mà em chỉ cần mang một cái máy tính bảng hoặc một cái điện thoại thôi. Và hoặc là các em thấy nó tiện hơn là bởi vì nó có thể chụp được bài học chẳng hạn. Mà trong khi đó nếu như mà sử dụng sách vở thì em phải ghi,
em thấy lâu, em thấy mỏi tay, vân vân. Rất là nhiều những cái mà các bạn có thể giải biện cho lại cái ý thích của mình, đúng không? Thì cái việc đấy các em sẽ làm trước cho cô ở nhà. Sau khi các bạn vẽ được cái dàn ý đó ra, sau khi các bạn nêu được những cái benefits ấy ra, thì các bạn hãy viết cho cô một đoạn văn ngắn từ 150 cho đến 200 từ về những lợi ích của việc sử dụng thiết bị điện tử trong việc học. Sử dụng các cái ideas mà các bạn đã nháp trước nhé. Các bạn nên nháp trước, không thì một số bạn là gửi bài cho cô á, bài rất là linh tinh, lộn xộn, chả ý nào ra ý nào cả, không rõ ràng. Thì cái câu topic sentence của mình là lợi ích của việc sử dụng thiết bị điện tử trong học tập. Sử dụng thiết bị điện tử trong học tập có rất nhiều lợi ích. Đấy là topic sentence đã. Câu chủ đề. Và các bạn sẽ đi chứng minh cái câu chủ đề đó đúng bằng cách là nêu ra những cái lợi ích bên dưới. Rồi ạ. Từ 100 đến 200 từ. Và các bạn sẽ làm như thế nào? Lúc đầu giờ cô đã hướng dẫn rồi đúng không? Các bạn sẽ làm ở trong Google Documents. Đúng nào? Đây ở trong cái Google Document này. Cách hướng dẫn và đề bài cô đã đăng lên trên nhóm học tập học Anh cùng Miss Lin. Các bạn vào đấy để check lại một lần nữa và lấy link để làm bài, được chưa? Hoặc là các bạn có thể tự lấy link bằng cách là mở cái Google Search, Google Engine này ra và gõ Google Doc, Google Document ấy. Và sau đó các bạn làm của mình. Xong đó là các bạn gửi cho cô. Email của cô là nguyen.lin.95a@gmail.com. Làm xong bài thì gửi cho cô để cô chữa, được chưa nào? Rồi, vậy thì buổi học của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Các bạn nhớ làm bài tập về nhà. Hạn nộp của chúng ta là trước 12 giờ trưa ngày Chủ nhật, nhưng các bạn cứ làm sớm sớm đi thì cô mới có thời gian chữa cho các bạn tử tế. Vì người ta còn phải mất hàng chục triệu để cho một tháng á, để cho mời một người nào đấy để chữa bài cho mình. Thì bây giờ mình được chữa miễn phí, tội gì mình không biết ấy. Các bạn hãy chủ động trong việc học tập đi nhá. Ok, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.